trong hồ sớ, từ câu từ nhữ tào đến bất tuyệt, đoạn kinh văn này cũng không dài. Ở đây tôi đọc qua một lượt. Nhữ tào đương tri thập phương nhân dân, vĩnh kiếp dĩ lai chỉ chuyển ngũ đạo ưu khổ bất tuyệt. Văn tự của đoạn ngắn này, ý nghĩa của những câu này là vĩnh kiếp đến nay, tuy gặp nhiều Phật. Điều này gần giống với ý nghĩa tôi giảng trước đây. Tuy gặp rất nhiều Phật, phát đại tâm, thánh đạo, tu hành khó thành tựu, nên thường chìm, thường lưu chuyển, vẫn ở trong lục đạo như cũ, cho đến ngày nay chưa ra khỏi sanh tử. Đây là một đoạn ý nghĩa trong hồ sớ. Dưới đây niệm lão nói, theo ý của sớ trên, căn cứ theo đại ý trong hội sớ nói, trực Phật chi nhân thượng đa kiếp trầm luân sanh tử, ưu khổ bất tuyệt. Các vị trực Phật giả cánh hữu quá yên. Mấy câu này nói rất hay. Đây là vô lượng kiếp đến nay. Vĩnh kiếp là vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp đến nay, tuy rất nhiều lần gặp Phật, không chỉ một lần, gặp rất nhiều lần. Lúc gặp Phật cũng phát đại tâm, cũng học thánh đạo. Không những học mà còn tu hành, nhưng không thành tựu. Cho nên vẫn không ngừng luân chuyển trong sáu nẻo như cũ. Mãi cho đến ngày nay vẫn chưa ra khỏi luân hồi. Đây là chưa ra khỏi sanh tử. Sanh tử chính là sáu nẻo luân hồi. Ở đây niệm lão vô cùng cảm thán nói, trên đây là ý của tổ sư nói, người gặp được Phật rồi, không phải là chưa từng gặp Phật, vẫn nhiều kiếp trầm luân sanh tử, ưu khổ không cùng. Chúng ta nói những người này họ có thiện căn, họ cũng có phước đức, nhưng một niệm mê rồi, tập khí bất thiện, khí chi làm cho họ lại đọa lạc. Người chưa gặp được Phật vô lượng kiếp đến nay, trước đây chưa hề gặp được Phật, vậy thì khổ nạn ưu khổ của họ há chẳng phải hơn những người kia nhiều lần sao? Cho nên mới nói nhân dân mười phương vĩnh kiếp đến nay chuyển trong năm cõi, thường đọa vào ba đường ác, đau khổ vô cùng,
không ngày ra khỏi. Đây đều là chân tướng sự thật. Tình trạng này, nếu như chúng ta bình tĩnh để quan sát, để tư duy, thì quý vị liền hiểu được. Thật sự là quá khổ. Đặc biệt là trong ba đường ác, chúng sanh trong sáu nẻo, chưa ra khỏi sáu nẻo, chắc chắn thời gian trong ba đường ác dài, thời gian trong ba đường thiện ngắn. Vì sao vậy? Chỉ cần chúng ta bình tĩnh suy nghĩ một chút, chúng ta liền hiểu được. Quan sát suy nghĩ của chúng ta, mỗi ngày từ sáng đến tối, khởi tâm động niệm là niệm ác nhiều hay là niệm thiện nhiều, quý vị liền hiểu được. Nếu như niệm ác nhiều, vậy thì thời gian trong ba đường ác dài. Còn như niệm thiện nhiều thì thời gian trong ba đường thiện dài. Quý vị vừa nghĩ đã hiểu được rồi. Một ngày như vậy, một năm cũng như vậy, luôn luôn niệm ác nhiều hơn niệm thiện. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân căn bản chính là tự tư tự lợi. Cho nên tu học Phật Pháp, điểm mấu chốt đầu tiên là phá thân kiến. Nhổ đi ngã chấp. Tiểu thừa giáo, tiểu thừa giáo chính là ba cương lĩnh lớn: chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Đây là ba cương lĩnh lớn của tiểu thừa giáo. Thiếu một điểm thì không gọi là Phật giáo, không phải là Phật Pháp. Chư pháp vô ngã, ngã coi là thể để nói, là tự thể. Tất cả pháp không có tự thể. Thân này của chúng ta có tự thể hay không? Không có. Vì sao vậy? Phật nói với chúng ta, thân thể này là do năm uẩn hòa hợp mà thành tựu được. Tức là rất nhiều điều kiện tập hợp tại đây, vừa tách ra là không còn nữa. Giống như căn nhà chúng ta ở vậy, căn nhà có tự thể hay không? Không có. Thể của nó là gì? Là sắt thép, xi măng, gạch đá, những vật liệu xây dựng này. Đây là thể của nó. Sắp xếp lại giống như căn nhà, sau khi tháo dỡ chất lại một đống ở đó thì căn nhà không còn nữa. Cho nên căn nhà không có tự thể. Thân thể chúng ta cũng như vậy. Sắc thọ tưởng hành thức, hội hợp lại với nhau để thành thân thể này là giả, không phải thật. Giống như căn nhà vậy, quý vị phải biết thế. Đây là chân tướng sự thật. Hiểu được chân tướng sự thật rồi, thì chúng ta đối với thân thể này sẽ không còn tham luyến nữa. Sẽ không vì thân thể này mà đi tạo nghiệp. Ăn uống tham lam thức ăn ngon là vì ai? Vì cái lưỡi. Lúc đến cổ họng trở xuống thì không còn mùi vị gì, là không biết gì nữa. Quý vị xem, chỉ vì cái lưỡi này mà trong lúc ăn uống ta tạo biết bao nhiêu nghiệp. Thích xem, con mắt nhìn những thứ sắc tình này, vừa lòng dục vọng con mắt, vì nó mà tạo nghiệp. Quý vị nghĩ xem, toàn bộ đều không đáng. Nghĩ thông rồi, đó chính là nhìn thấu rồi. Sau khi nhìn thấu rồi thì liền buông bỏ hết.
nhất định không cho sắc, thọ, tưởng, hành, thức đi tạo nghiệp. Năm căn của chúng ta là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không cho nó tạo nghiệp. Không nhìn thấu là không được. Quý vị không ngăn được nó. Nó có tập khí, nó có tập khí phiền não. Nếu quý vị phóng túng, tùy tiện, nó không có ác gì mà không tạo. Vậy là tương lai chịu khổ, liên lụy đến việc quý vị phải đọa vào ba đường ác, phải ở trong ba đường ác thời gian dài để chịu tội, để tiêu tội nghiệp này. Tôi nói rất nhiều, ba đường ác là để tiêu tội nghiệp, ba đường thiện là nơi tiêu phước báo. Cho nên quý vị làm phước báo cũng không tốt, tạo ác nghiệp càng không tốt hơn. Vì sao vậy? Không ra khỏi sáu nẻo luân hồi. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là niệm A-di-đà Phật tốt, có thể vĩnh viễn siêu việt sáu cõi. Sáu cõi nhất định không phải là nơi chốn tốt đẹp. Địa vị có cao bao nhiêu, tài sản có nhiều bao nhiêu, quý vị nếu như nhìn thấu, nó giúp quý vị tạo nghiệp. Cho nên vì sao người thật sự có trí tuệ, danh lợi họ đều buông bỏ hết. Danh lợi không phải là thứ tốt lành, nó rất dễ dàng mê hoặc quý vị. A-lại gia thức của quý vị có căn nguyên này, vừa gặp duyên này, phiền não lập tức khởi hiện hành. Vì sao vậy? Tham tài, tham danh, tham lợi, tham không được thì sân hận. Cho nên niệm ác khởi lên, hành vi của ác liền sanh khởi. Quả báo thì sao? Quả báo ở ba đường ác, không thể không biết được.